bóc bên bên cái cho em nhé. Cái này cực dễ, bóc ra cho chị nha. Cái này cực dễ đây nha. Cái này cực dễ đây nha. Cái này cực dễ. Cái này cực dễ. Không có bao chị. Để đây cho chị. Đi cái này của chị. Để chị bóc túi này cho em ăn. Cái gì ngoài đây đây? Sao con? Sao con? Mẹ để hai chị em hai gói đây rồi còn gì nữa. Titi lại đây mẹ con nào. Con đang bóc bê chim bim bim cả cho Titi ăn mà. Mà bim bim mà Titi cứ ăn bim bim của con đó mẹ. Thế hả? Dạ. Thôi nếu mà em ăn gói của con rồi thì con lại đưa cho em cái gói này rồi con ăn gói này nhá. Không, con thích cái này hơn cơ. Con thích gói kia hả? Nhưng mà đây con này, hai gói bim bim đều giống nhau cả, thấy không? Hai gói bim bim đều giống nhau nè. Ở trong ruột hai cái cũng giống nhau cả này. Mẹ cho con xem nhá. Titi để yên nhá. Titi lanh chanh như thế là không được nha. Lúc nào mẹ với chị cho con ăn thì con mới được ăn chứ con không được lấy như thế. Con lấy hai cái giống nhau không? Có. Hai cái hai gói đều giống nhau đúng không? Dạ. Thế thì ăn gói nào cũng được đúng không? Dạ. Ừ. Thế chưa nhỉ? Em chơi với nhau phải hòa thuận với nhau nghe chưa? Dạ. Thế bây giờ con thích gói nào? Con thích cái này. Thích gói này hả? Dạ. Thế để em Titi gói này nhá. Dạ. Titi nhá, lần sau mẹ bảo nè, nếu mà con mà chị gấu mà chưa cho con ăn mà con cứ lấy con chanh ăn như thế là mẹ cũng không cho đâu nghe chưa? Titi nhá, lần sau mà chị gấu với mẹ mà chưa cho bất kể ai cũng thế nghe chưa? Chưa cho là con không được lấy con ăn nghe chưa? Con mà cứ lấy con ăn như thế là hư đấy. Nghe chưa? Của người khác cho con mới được ăn. Nghe không? Đây là của con, nhưng mà mẹ cho con một cái một thôi chứ con bây giờ con mà đưa cho con cả là con làm hỏng hết á. Ngon không? Đấy, đơn giản mà nhỉ? Hai chị em chơi với nhau là hòa đồng với nhau đúng không? Để mẹ làm việc để kiếm tiền mua sữa cho hai chị em chứ nhỉ? Bim bim cà chua này ngon nhỉ? Cho em luôn. Đi như thế là không được nha. Rớt luôn. Ngon rồi. Mày cho Titi gói này ăn nhá. Đây là gói của Titi này. Cầm ít một ăn thôi con. Ăn từ từ thôi nhá. Hai chị em ăn từ từ thôi. Qua cái máy thổi mì tôm cho con ăn nhá. Thế hả? Dạ. À ăn bim bim này khô quá để mẹ đi lấy sữa cho hai chị em uống nhá. Dạ. Ngồi đây chơi đi.
sữa đây rồi. Khi uống sữa không? Sữa dâu á, khi uống không? Này, của con này. Mẹ bóp cho con nhé. Con chậm. Mẹ để con nhấc cái tay lên uống cho mẹ. Con nhấc cái tay lên á hả? Thế để mẹ bóp cho chị Chi nhé. Không, con nhấc cái tay bóp. Uống lên rồi cho. Giờ không bóp cái tay lên nữa. Bóp được không? Mẹ bóp cho. Không được. Được rồi chị. Dạ con. Đây, quả Titi đây. À đây, quả Titi đây. Mẹ uống từ từ thôi nha. Mẹ uống đi con. Trời ơi, em Titi mà gì mà vừa ăn vừa uống kiểu như là đói lắm ấy. Đấy, rớt con hộp sữa vào đây rồi. Cầm hộp sữa uống xong rồi mới ăn được. Ngon không? Áo em chỉ có cái tay này mẹ. Sợi chỉ á. Chị cầm lên, cầm hộp sữa lên. Hôm qua mẹ có chỉ áo cho em đi không? Hả? Hôm qua mẹ có giúp áo cho em đi không? Có chứ.